Đoàn khảo sát của Trung ương do ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với thành phố Cần Thơ. Đây là đoạn khảo sát của nhóm tổng kết năm xây dựng đảng và hệ thống chính trị thuộc Ban chỉ đạo tổng kết trung ương về một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Chủ trì buổi tiếp và làm dịp với đoàn có ông Nguyễn Giang Hiếu, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ buổi làm việc đã tập trung đánh giá ưu điểm những tồn tại hạn chế trong hoàn thiện và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy sức mạnh của nhân dân xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm rõ nguyên nhân kinh nghiệm đề xuất phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới ở thành phố Cần Thơ đã đạt một số kết quả nổi bật như nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, là yếu tố quan trọng góp phần tạo sự đồng thuận để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Kinh tế của thành phố có sự phát triển nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh đến nay còn 0,32%, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo đánh giá cao kết quả đạt được, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, triển khai các chỉ thị nghị quyết của đảng về dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua các mô hình phần việc đang được thực hiện hiệu quả trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội song song với tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Tiếp thu ý kiến của đoàn khảo sát, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là tiền đề quan trọng để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Thành phố Cần Thơ đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tập trung giải quyết những tồn tại hạn chế, trong đó tập trung xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ lợi ích người dân, lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu hướng đến.